quang cảnh kỳ thi lần 1. Bảng cao. Ô, em trúng tủ rồi. Ai cho anh xem phảo tao rồi? Các cậu làm cái này là trái với các quy định của nhà trường. Đây là Dương, người có thành tích bất hảo trong các kỳ thi. Còn đây là Việt Sách. Việt Sách với tập tài liệu rất là dày, nhưng mà có vẻ như cậu đéo dùng được cái gì. Tao biết như kiểu là vật lý lớp 10 và 12 địa viện.